Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì Ngài luôn bày tỏ sự hiện diện khi chúng ta hết lòng ngợi khen Chúa, khi chúng ta đến với Chúa với sự nhận biết chúng ta được ngày hôm nay là bởi vì tất cả những gì Chúa Giê-xu Ngài đã làm xong cho chúng ta. Tuần rồi chúng ta đã cùng suy nghĩ một lời mà Chúa Ngài đã nói, không phải như là một cái hình ảnh của một người chịu trận vì không thể làm gì khác hơn được. Nhưng Đấng nhìn thấy từng chi tiết một của những lời tiên tri về Ngài và những việc phải được chọn. Ngài thấy nó đã gần đầy đủ cho sự trọn vẹn của nó. Thì Chúa Ngài đã lên tiếng ta khác. Và rồi lính đã cho Chúa uống giấm. Sau đó Chúa Ngài đã tuyên phán điều mà chúng ta cảm ơn Chúa vì từ đó cuộc đời của chúng ta bắt đầu. Đó là mọi sự đã được trọn. Tetelestai. Được trọn như là những người làm việc cho ông chủ, làm xong tất cả những gì cần thiết cho công tác mà đã được giao. Trở về báo cáo với chủ của mình, Tetelestai, việc đã được trọn. Công tác giao phó đã được làm xong. Hay là một người họa sĩ, sau khi nhìn cái đường nét cuối cùng của mình và lùi lại để xem bức tranh mà mình vừa mới họa, mới vẽ lên đã trọn vẹn, thì tuyên bố Tetelestai, việc bức tranh đã được hoàn tất. Hay là như người xây dựng, đóng một chiếc bàn hay là một cái tủ, khi xong thì lùi lại, dùng cái khăn lau mồ hôi của mình xếp lại để ở trên cái sản phẩm mà mình vừa mới xây dựng xong, tuyên bố Tetelestai, việc đã được xong, không cần phải thêm đánh bóng hay làm bất cứ một gì nữa, không cần có một sự đóng góp nào nữa, nhưng mà tất cả đều đã được trọn vẹn. Và cảm ơn Chúa, hình ảnh khác mà chúng ta cần nhớ ở trong sự được trọn đó là khi một món nợ đã được trả xong, người ta đóng một cái dấu ở trên cái hóa đơn đó, Tetelestai, đã trả xong, đã trả đầy đủ, pay in full. Và chúng ta thấy rằng đó chính là phước hạnh mà chúng ta có được. Tất cả tội lỗi của chúng ta ở trong Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã trả xong và Ngài có thể đóng cái mộc đó trên cuộc đời của chúng ta khi chúng ta chạy đến và đón nhận để Chúa có thể áp dụng nó trên đời sống của chúng ta. Và Ngài có thể tuyên bố với đời sống của chúng ta về tội lỗi của chúng ta rằng Tetelestai, ta đã trả xong tội lỗi cho con. Cảm ơn Chúa. Và anh chị em, nếu chúng ta nhìn lại cuộc đời đi theo Chúa của chúng ta, từ lúc chúng ta tin Chúa cho đến bây giờ, chúng ta biết rằng tất cả là phát xuất ra từ đó. Vì chúng ta được Chúa Ngài chuộc chúng ta về và trả xong hết tất cả nợ tội của chúng ta, trả xong cho chúng ta những gì cần thiết để chúng ta có thể sống trong sức khỏe thiên thượng, trả xong tất cả để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi và Satan nữa, để chúng ta có thể sống một cách tự do, trả xong hết tất cả những cần thiết để chúng ta có thể sống một sự sống vui mừng. Thì anh chị em, đó chính là điều mà Chúa Ngài muốn chúng ta sống. Chúng ta sống từ sự tuôn đổ phước hạnh trong dòng chảy của ân phước từ nơi những gì Chúa Giê-xu đã làm xong cho chúng ta. Rất là quan trọng để chúng ta nhớ điều đó. Khi chúng ta cầu nguyện cũng giống như vậy. Chúng ta không đến mà chúng ta nài nỉ khóc lóc xin Chúa làm những điều mà Chúa Ngài đã làm xong cho chúng ta rồi. Và chúng ta cũng không nài nỉ xin Chúa Ngài làm những điều mà Ngài đã truyền lệnh cho chúng ta và ban chúng ta khả năng để chúng ta làm. Tất cả chúng ta xứng hiệp với những gì Chúa Ngài đã chuẩn bị xong cho chúng ta và phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho chúng ta và sai phái chúng ta đi ra để chúng ta san sẻ ra cho những người lân cận của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Sáng hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ một lời khác nữa ở trong một cái khung cảnh mà chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giê-xu đã nêu gương cho chúng ta ở giữa một cái khung cảnh, ở giữa những sự đau đớn, ở giữa những cái khó khăn mà chúng ta thấy trong giây phút đó, Đức Chúa Giê-xu đã bày tỏ tình yêu của Ngài trong sự phục vụ cho đến giây phút cuối cùng. Cảm ơn Chúa. Chúng ta trong cuộc đời chắc đã có lần nhìn thấy một bức tranh vẽ ba cây thập tự ở trên một ngọn đồi. Hay là chúng ta đã nghe về ba cây thập tự này. Một cây ở giữa là dành cho Chúa Giê-xu. Cứu Chúa, Đấng đã vì tội lỗi của nhân loại bị treo ở giữa. Hai bên là hai cây thập tự dành cho hai tên cướp. Kinh Thánh không cho chúng ta biết chi tiết về họ, xuất xứ của họ, tuổi tác của họ. Chúng ta cũng không biết lý do nào
họ bị kết án tử hình và bị đóng đinh như vậy. Nhưng chúng ta biết cả hai đã lên tiếng với Chúa Giê-xu. Và chúng ta thấy một tên đã nhìn Đức Chúa Giê-xu cùng với đám đông đang đứng ở dưới chân thập tự giá, cũng mắng nhiếc Ngài rằng: ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa. Còn tên kia thì mặc dù chỉ là một câu ngắn ngủi, nhưng đã thay đổi tương lai đời đời của anh, cũng như có thể thay đổi tương lai đời đời của mỗi một chúng ta. Khi tên cướp biết ăn năn này, đã nhìn Đức Chúa Giê-xu và nói: hỡi Giê-xu, khi Ngài đến ở trong vương quốc của mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Trong giây phút mà chúng ta thấy ở giữa hai tên tội phạm đáng chết này, Đức Chúa Giê-xu đã phán với kẻ biết ăn năn rằng: hôm nay ngươi sẽ được ở trong Paradis với ta. Cảm ơn Chúa. Đây là câu nói mà đối với tôi là tiếng phán lạ lùng đầy ân điển mà loài người từng nghe. Trong lịch sử của loài người của chúng ta, tôi tin rằng đây là câu nói trong cái bối cảnh đó là câu nói lạ lùng nhất và đầy ơn nhất. Từ nỗi mối miệng của một cứu Chúa, tất cả những gì Ngài làm cho đến giờ phút đó để có thể công bố trên một người đã định cho sự chết, đang chết, tiếng phán của Ngài, một lời hứa hết sức quan trọng có ba phần mà chúng ta sẽ nói đến sau này. Hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Paradis. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Đoạn Kinh Thánh mà chúng ta suy nghĩ trong ngày hôm nay, chúng ta cần trở lại để chúng ta thấy cái khung cảnh của nó, để chúng ta thấy giá trị của điều mà Chúa Giê-xu tuyên bố với tên cướp này. Chúng ta cùng đến với lời của Chúa ở trong sách Luca chương 23. Xin chúng ta cùng mở Luca chương 23. Bắt đầu câu số 32. Họ cũng giải hai tên tội phạm khác để xử tử chung với Ngài. Khi đến một chỗ gọi là Đồi Sọ, họ đóng đinh Ngài vào thập tự giá cùng với hai tên tội phạm, một tên bên phải và một tên bên trái Ngài. Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện rằng: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Rồi họ bắt thăm chia nhau áo choàng của Ngài. Dân chúng thì đứng nhìn, còn những người lãnh đạo thì chế giễu Ngài rằng: nó đã cứu kẻ khác. Nếu nó thật là Đấng Christ, người được chọn của Đức Chúa Trời, thì hãy để nó tự cứu mình đi. Quân lính cũng chế giễu Ngài, lại gần đưa giấm cho Ngài uống và nói: nếu ngươi là vua dân Do Thái, hãy tự cứu mình đi. Phía trên đầu Ngài có dòng chữ: người này là vua dân Do Thái. Một trong hai tên tội phạm bị treo cũng phỉ báng Ngài rằng: ông không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình và cả chúng tôi nữa. Nhưng tên kia quở trách nó: mày đang chịu cùng một hình phạt, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Chúng ta bị phạt là đúng, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm. Nhưng người này không hề làm một điều gì sai trái. Rồi anh ta nói: lạy Giê-xu, khi Ngài vào vương quốc mình rồi, xin nhớ đến con. Đức Chúa Giê-xu đáp: thật ta bảo con, hôm nay con sẽ được ở với ta trong Paradis. Cảm ơn Chúa. Chúng ta lùi lại như một bức ảnh mà máy quay phim có thể thu được toàn cảnh, để chúng ta thấy cái khung cảnh những âm thanh đang diễn ra ở trên đồi sọ ở trong những giây phút đó. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu bị kể vào hàng kẻ dữ vì Ngài chịu đóng đinh chung với hai tên cướp. Mặc dù Ngài không bao giờ làm một điều gì sai, cũng không nói một điều gì sai, không có một lời dữ nào ra từ miệng của Ngài, cũng không có một việc nào Chúa làm là tội lỗi cả. Nhưng Chúa bị kể vào hàng kẻ dữ, chịu đóng đinh giữa hai tội nhân này. Điều mà chúng ta cần học ở trong ngày hôm nay đó là chúng ta cần biết được cái điều kiện để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự sống đời đời. Chúng ta để ý đến ở đây, chúng ta thấy thường con người của chúng ta có sự so sánh. Khi chúng ta so sánh mình với những người lân cận, chúng ta có thể một là thấy mình tốt hơn họ nhiều, rồi chúng ta đi đến kết luận mình là người tốt.
Hoặc là chúng ta so sánh với những người xấu hơn mình theo như định nghĩa của chúng ta, thì chúng ta lại để ý đến và chúng ta nghĩ rằng mình cũng khả dĩ, cũng không đến nỗi tệ lắm. Hoặc là chúng ta khi so sánh với những người khác, chúng ta có thể thấy mình thật là xấu xa. Anh chị em, đó là những điều mà chúng ta thường làm, nhưng nó không bảo đảm và không chắc chắn, vì chúng ta đem so mình với một tiêu chuẩn không phải là tiêu chuẩn tuyệt đối. Nhưng khi chúng ta đem so mình với một tiêu chuẩn tuyệt đối, như tại đây chúng ta thấy hai tên cướp so mình với Đức Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta thấy kết quả xảy ra khác nhau hoàn toàn. Trong ơn của Chúa, chúng ta cùng suy nghĩ về hai con người này. Một, chúng ta thấy cả hai đều đang ở rất gần Chúa Giêsu, thì cách nhau không biết là một sải tay hay là nhiều hơn. Và dường như câu chuyện cho chúng ta thấy rằng rất là gần với nhau. Hai người đều rất gần với Chúa Giêsu. Hai người đều có lời lên tiếng với Chúa Giêsu. Hai người đều có một cái cầu xin, nhưng mà với hai cái thái độ khác nhau hoàn toàn. Để rồi chúng ta thấy kết quả cũng khác nhau hoàn toàn. Để giúp cho chúng ta thấy một điều rất là quan trọng mà chúng ta cần được nhắc nhở và chúng ta cần rao báo để mọi người đều biết. Đó là người tốt không thể lên thiên đàng. Người tốt không thể được sự sống đời đời. Chỉ có những người được tha thứ. Chúng ta để ý đến điều đó. Tất cả các tôn giáo khác ở trên trần gian này đều nói một điều, đó là người tốt sẽ được một cái gì đó. Nhất là nếu đủ điểm, nếu tích lũy đủ công đức thì sẽ hưởng được sự sống đời đời. Nhưng lời của Chúa cho chúng ta biết người tốt không tốt đủ để hưởng được sự sống đời đời. Bởi vì tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là trọn vẹn. Con người chúng ta không bao giờ đạt được đến chỗ đó. Vì không ai tốt đủ với công nghĩa cá nhân để hội đủ điều kiện để được lên thiên đàng. Nhưng người được tha thứ dựa trên sự thương xót và sự công bình tuyệt đối mà Đức Giêsu Ngài ban cho, để có thể kinh nghiệm được sự sống đời đời ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Và đây là điều rất là quan trọng để chúng ta nhớ sự khác biệt giữa niềm tin của chúng ta vào tin lành của Chúa, tin vui mà Đức Chúa Trời Ngài đã nhập thể làm người đến thế gian để thực hiện xong và rao báo cho chúng ta. Đó là tội của chúng ta có thể được tha, chúng ta có thể kinh nghiệm được sự sống đời đời, không phải do tiêu chuẩn và những công việc chúng ta làm nên được. Tin vui đó là Chúa ban cho chúng ta. Khi chúng ta biết ăn năn, chúng ta đến với Ngài, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Và Chúa Ngài ban cho chúng ta sự sống đời đời dựa trên tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Tin vui đó là có một sự thay thế, có một sự chết thai, có một sự trả thai cho con người của chúng ta. Và chính Đức Giêsu Ngài đã làm xong điều đó. Tetelestai, Ngài đã tuyên bố mọi sự đã được trọn, để chúng ta có thể kinh nghiệm được phước hạnh đó ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa, quyền năng của Ngài bày tỏ trong sự cứu rỗi thật là tuyệt vời. Và đó là tin vui mà chúng ta cần rao báo cho mọi người ở trong ơn của Chúa. Mình xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta có thể thấy được ở trong quyền năng của Chúa, ở trong phước hạnh của Chúa, để chúng ta nhận biết được rằng người tốt không tốt đủ để lên thiên đàng. Chỉ có người được tha thứ mà thôi. Gia Cơ chương 2 câu 10 cho chúng ta thấy điều này, để chúng ta thấy rằng tất cả những nỗ lực của con người của chúng ta là không đủ. Vì người nào giữ trọn cả luật pháp mà vi phạm một điều thì cũng bị kể như là phạm tất cả. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nhớ trong văn hóa của người Trung Hoa có thầy Tử Lộ. Ông muốn quan sát xem cuộc đời của mình là mình làm được việc lành, việc tốt nhiều hơn hay là việc xấu nhiều hơn. Cho nên ông nảy ra một cái ý, đó là ông đem một cái lọ, ông để ở trong nhà của ông. Mỗi lần mà ông làm được một việc tốt, ông lấy một hạt đậu trắng, ông bỏ vào trong cái lọ đó. Khi nào ông làm một việc xấu, một lời nói, một sự suy nghĩ sai lầm hay là nghĩ xấu về người khác, hay là những lời nói dối hay là những công việc tội lỗi, ông bỏ một hạt đậu đen vào trong cái lọ đó. Sau một thời gian nhìn lại, anh chị em có đoán biết là đậu nào nhiều hơn không? Chắc có lẽ, tôi không biết anh chị em như thế nào, nhưng mà nếu cái lọ đó là cái lọ của tôi đó, thì chắc là màu đen nhiều hơn màu trắng. Con người chúng ta không thể nào đạt được đủ tiêu chuẩn để
chúng ta được lên thiên đàng nếu chúng ta nghĩ Đức Chúa Trời tính theo cộng trừ nhân chia cái việc xấu cũng như việc tốt của chúng ta. Nếu cuối cùng mà chúng ta thấy chúng ta có thể làm được và tích lũy được việc tốt nhiều hơn việc xấu đó, thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ chấm điểm và cho chúng ta được lên thiên đàng. Nếu chỉ dựa vào ở trong chừng đó thôi đó, chúng ta thấy con người của chúng ta cũng phải tuyệt vọng đối với việc tự cứu mình. Vì chúng người chúng ta bất toàn, bất năng trong việc tự cứu mình. Chỉ những người ăn năn, nhận sự tha thứ của Chúa thì mới có thể hưởng được sự sống đời đời mà thôi. Bởi vì chính Đức Giê-xu Ngài làm xong tất cả cho chúng ta, chứ không phải do chúng ta tạo dựng nên ở trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cả hai tên cướp đều cầu cứu, một cho công việc của trần gian này, của thế giới này, và một cầu xin Chúa Ngài giải cứu cho cõi vinh hằng. Người được tha thứ đã xin Chúa: Chúa Giê-xu, khi Ngài vào vương quốc của mình rồi, xin nhớ đến con. Chúng ta thấy cả hai tên cướp đều có tội. Cả hai đều ở rất gần với Đức Chúa Giê-xu Christ và khoảng cách dường như như nhau. Cả hai nhìn thấy và nghe những gì đã xảy ra trong 6 giờ đồng hồ đó, ở trên đồi sọ đó. Cả hai đều phải chịu đựng rất nhiều. Cả hai đều đang chết và đều cần được tha thứ. Nhưng một người nhận ra nhu cầu của mình, người kia thì không. Chúng ta cần để ý đến điều này để chúng ta thấy, hầu cho chúng ta có thể đặt câu hỏi, đó là chúng ta có thật sự nhận biết nhu cầu của mình không? Có thể chúng ta đã nghe dạy, chúng ta lẩm bẩm ở đâu đó nghe với các tôn giáo khác dạy. Như một số người họ đã bày tỏ ra, nói rằng Tin Lành mà một sư giảng dạy đó, nó yếu. Chúng tôi được dạy là mình phải làm nên sự cứu rỗi của mình. Mình phải tu, mình phải sửa, mình phải có những sự cố gắng của mình. Còn một sư thì giảng đó là cứ chạy đến lấy đức tin để đón nhận. Thật là một cái loại đức tin yếu đuối, lệ thuộc vào người khác, mà không tạo nên cho chính mình. Tôi phải trả lời với họ: cảm ơn Chúa, đó là tin vui đó anh ơi. Vì anh đã cố gắng và anh cũng biết con người của chúng ta không thể nào có thể tốt đủ để chúng ta có thể đạt được tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời Ngài đã định. Luôn cả Đức Phật Thích Ca cũng đã dạy: nhất niệm sân si khởi, thì nó có cái sức mạnh để có thể thiêu rụi một cái rừng công đức. Một ý niệm sân si thôi mà Đức Phật Ngài nói rằng đủ sức để có thể thiêu rụi hết tất cả những cái rừng công đức mà con người suốt cuộc đời của mình đã tạo nên. Mà Đức Phật nói điều đó thì chúng ta thấy rằng, nếu mà theo cái tiêu chuẩn đó đó, thì chúng ta thấy rằng chúng ta còn tụt xa hơn nữa, phải không chị? Công đức nhiều lắm mà cuộc đời của một người có thể làm là trồng được một khóm cây mà thôi. Nhưng Đức Phật nói rằng một rừng của công đức đó, nếu mà một cái ý niệm sân si nó khởi ra trong tấm lòng của chúng ta, thì nó có sức để thiêu rụi cả cái rừng đó. Tuyệt vọng. Không ai có thể cứu được mình theo tiêu chuẩn đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Giê-xu Ngài đã xong cho tất cả cho chúng ta rồi, để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự tha thứ. Bởi vì Chúa chết thay cho chúng ta, chúng ta có thể kinh nghiệm Đức Chúa Trời xưng chúng ta là công bình, vì chúng ta đã nhận cái công việc mà Chúa Giê-xu Ngài đã thực hiện cho chúng ta. Đức Chúa Trời làm cho đấng không biết tội lỗi, vốn không biết tội lỗi, đã trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu chúng ta có thể được xưng công bình ở trong Ngài là như vậy. Cảm ơn Chúa. Phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho chúng ta thật là tuyệt vời. Chúng ta suy nghĩ một chút rõ hơn về hai tên cướp này, họ là ai? Theo như Luca, tại đây ông dùng cái từ ngữ để diễn tả, họ là người của một băng đảng. Những người phạm pháp chuyên nghiệp, người tội phạm. Đây là những kẻ giết người trộm cướp chuyên nghiệp. Truyền thống thì cho rằng đây là những người của một đảng cách mạng, một đảng yêu nước, đang nuôi dưỡng ý định lật đổ nhà cầm quyền của đế quốc La Mã. Nhưng chúng ta không biết rõ thật sự hai con người này là ai. Ngoài những điều trên, chúng ta không biết rõ hơn về hai con người này. Chúng ta không biết tên của họ. Cảm ơn Chúa. Họ không làm cái việc gì nổi danh đủ để tên của họ được ghi. Nhưng mà một trong hai người đó đã kinh nghiệm được một lời hứa tuyệt vời từ nơi Chúa của chúng ta. Chúng ta không biết quê quán xứ sở của họ. Họ đã phạm tội gì đến nỗi bị tử hình. Người ta thường nghĩ họ là đồng bọn, bởi vì bắt cùng một lúc, xử cùng một tội và bản án là cùng bị tử hình. Chúng ta cũng không biết rõ. Thoạt nhìn chúng ta thấy hai người này như là rất là giống nhau.
Nên anh chị em, trong thực tại thì không có hai con người nào tương phản như vậy. Tôi muốn nhấn mạnh điều đó để nhắc anh chị em một điều. Có những người lân cận của chúng ta, có thể là người thân thương trong gia đình của chúng ta, có thể là chồng, có thể là vợ của mình. Nhìn có vẻ không có gì khác chúng ta nhiều lắm. Hay có thể nói rằng họ có thể có những công việc tốt hơn chúng ta nhiều. Nhưng mà vấn đề ở tại đây, đó là cái tốt của họ không đủ cho sự cứu rỗi. Không đủ để họ có thể kinh nghiệm được sự sống đời đời. Chỉ có Chúa tha thứ thì chúng ta mới có thể kinh nghiệm được sự sống đời đời mà thôi. Hai con người bị đóng đinh trên hai cái thập tự phía ngoài khác nhau ở một điểm chính, đó là cái nhìn của họ vào đấng bị đóng đinh ở chính giữa họ. Ở trên cái thập tự ở giữa đó, họ nhìn thấy Ngài cách khác nhau, cho nên họ đã xin hai điều khác nhau. Một người muốn được thoát khỏi thì thập tự thoát chết mà không cần được tha thứ. Người kia muốn được tha thứ mà không cần được thoát chết. Để ý đến điều đó để chúng ta thấy sự khác biệt của họ. Một bên dựa trên công đức riêng và cái thái độ cóc cần của mình. Không cần Đức Chúa Trời, tôi không cần ai giúp tôi hết. Một bên thì nhận biết rằng mình là một tội nhân. Điều mình đang hứng chịu là hậu quả của những việc mình đã làm. Hình mình chịu xứng đáng với tội mình đã phạm. Con người đó đã xin Đức Chúa Giê-xu và ông đã được Chúa nghe đáp lời. Người được sự tha thứ và hưởng được lời hứa tuyệt vời mà Chúa Giê-xu hứa trong ngày hôm đó và đã kinh nghiệm được. Chúng ta thấy có một đức tin rất là lạ lùng. Hình dung với tôi ở giữa cái khung cảnh đó. Chúa Giê-xu cũng bị đóng đinh như anh. Ở trong cái hoàn cảnh mà những người ở dưới chân thập tự giá đang chế giễu Ngài, đang mắng nhiếc Ngài như lời của Chúa đã nói đến tại đây. Ngài cũng đang bị đóng đinh như chính anh đang đối diện. Tên kia bạn Hiệu Đính dùng hình ảnh là nó cũng phỉ báng Ngài rằng: ông không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình và cả chúng tôi nữa. Chữ cũng ở tại đây tức là cũng nhào vào giống như những người khác, phỉ báng Chúa. Nhưng mà con người biết ăn năn ở tại đây chúng ta thấy có một thái độ khác hoàn toàn. Anh đã xin Chúa. Anh xin Chúa nhớ đến anh. Cảm ơn Chúa. Anh nhận biết mình đang hưởng hay đang gánh chịu điều xứng đáng với việc mà mình đã phạm. Cho nên anh đã lên tiếng quở trách cái tên cướp kia: mày đang chịu cùng một hình phạt còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Chúng ta bị phạt là đúng vì hình ta chịu xứng với việc ta làm, nhưng người này không hề làm một điều gì sai trái. Cảm ơn Chúa. Anh nhận biết trường hợp của anh đã được xét xử, bản án đã được công bố, hình phạt đã được thực hành. Tất cả những gì luật pháp có thể binh vực cho anh thì chúng ta thấy rằng đã tận lực rồi. Và anh ta là người gần chết nhất mặc dù đang sống. Trong giây phút đó anh đã kêu xin lời kêu xin cuối cùng. Và tôi mời anh chị em suy nghĩ đến tối cao pháp viện của vũ trụ này. Lạy Jesus, khi Ngài vào vương quốc của Ngài, xin nhớ đến con. Cảm ơn Chúa. Tôi xin trình bày với anh chị em ở tại đây, chúng ta đang nghe một lời đức tin lạ lùng nơi sự cứu rỗi của Chúa. Đức Chúa Giê-xu đang chịu treo trên thập tự bên cạnh anh ta. Thân thể của Chúa đẫm máu, một cảnh trạng thật khó để mà nhìn. Như Ê-sai đã tuyên bố ở trong lời tiên tri, Ngài chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ gì để chúng ta ưa thích. Và Chúa bị đánh một cái trận đòn đến độ là người ta che mặt chẳng thèm xem. Nhưng mà cái tên cướp này vì một cái lý do nào đó, ông đã nhìn xuyên qua tất cả những cái bên ngoài của Đức Chúa Giê-xu đó, và ông đặt đức tin nơi Chúa. Và đây là điều hết sức tuyệt vời mà chúng ta thấy được ở trong đức tin của ông. Vì mỗi cử chỉ Chúa Giê-xu Ngài làm việc đều là ở trong sự đau đớn. Mỗi lần hít thở là một thực hình.
Phía sau và chung quanh Ngài, đám đông đang chế giễu, nguyền rủa như đàn chó dữ đang gầm gừ. Nhưng mà con người này không thấy những điều đó. Đức tin của ông vượt xa. Ở giữa cái khung cảnh của máu đổ chết chóc đó, tên cướp này đã đến với đức tin. Và với con mắt của đức tin và tên cướp này, mặc dù thấy Đức Chúa Giêsu đang chịu đóng đinh đổ máu như vậy, nhưng tin chắc rằng Ngài sẽ vào nước vinh hiển của Ngài. Cảm ơn Chúa. Và điều càng lạ lùng khi chúng ta suy nghĩ về việc tên cướp không có được những cái lời điểm như các môn đồ của Đức Chúa Giêsu đã có. Anh ta chưa bao giờ được nghe về Chúa Giêsu giảng dạy. Anh ta chưa thấy Đức Chúa Giêsu chữa lành kẻ bệnh, khiến sống kẻ chết. Anh chưa được nghe những ẩn dụ lạ lùng mà Đức Chúa Giêsu đã dạy về nước của Đức Chúa Trời. Anh chưa được chứng kiến những phép lạ, những việc siêu nhiên như là Chúa Ngài đi bộ trên mặt nước, Ngài vỡ bão và truyền lệnh thì biển động phải yên lặng. Anh chưa thấy những điều đó. Nhưng mà trong giây phút đó, người này đã nhận biết Chúa Giêsu là đấng, là vua có uy quyền trên thiên nhiên, ở trên bệnh tật, trên quỷ dữ, trên sự chết. Và anh đã tin là Giêsu khi Ngài vào vương quốc của Ngài. Anh không biết gì về việc Đức Chúa Giêsu sanh ra bởi một trinh nữ. Những lời tiên tri báo trước về sự sinh ra, về chức vụ của Đức Chúa Giêsu, về cuộc đối thoại của Đức Chúa Giêsu với một trong những học giả kinh thánh của họ là Nicodem. Và việc mới đó một vài tuần, Đức Chúa Giêsu đã gọi Lazarus từ chết sống lại sau khi chết đã 4 ngày. Anh cũng chưa được nghe về lời chính Đức Chúa Giêsu đã báo về việc Ngài sẽ phục sinh sau 3 ngày Ngài chịu chết ở trên thập tự giá. Những điều mà chúng ta được biết qua kinh thánh, anh không biết được gì cả. Nhưng trong giây phút đó, ngay trên thập tự, anh đã đi đến một cái sự biết, anh hiểu được trọng tâm của tin lành của Chúa. Và đây là điều hết sức tuyệt vời mà chúng ta cũng có thể khám phá được với anh. Trong sự Chúa Giêsu chịu đóng đinh, bị đánh đập, bị chế giễu, bị chối bỏ, đang đổ máu, anh ta thấy Đức Chúa Giêsu trong địa vị của một vị vua. Với một mão vua hơn là mão gai mà quân lính đã bệnh và đội ở trên đầu của Ngài. Cảm ơn Chúa. Con người này đã có đức tin vượt xa hơn tất cả những gì mắt của anh đang thấy trước mắt. Trong cái nhìn đó, lời của anh xin là càng đặc biệt hơn. Chúa Giêsu, khi Ngài vào vương quốc của mình rồi, xin nhớ đến con. Wow. Đức tin của anh vượt xa hình ảnh Đức Chúa Giêsu đang bị đóng đinh dính vào trong cây thập tự. Đức tin của anh vượt xa cái mão mà quân lính đã bệnh đội ở trên đầu của Chúa để chế giễu Ngài. Anh thấy Chúa Giêsu trong chiếc vương miện của một vị vua. Cảm ơn Chúa. Khi nghiên cứu lời của người này, chúng ta có thể thấy đức tin thật của ông. Anh đã biện bác, quở trách tên cướp kia. Người này không làm một việc gì ác. Cảm ơn Chúa. Anh có đức tin nơi cuộc đời vô tội của Đức Chúa Giêsu. Ngài phải là chiên con không tỳ không vết của Đức Chúa Trời mới có thể cất đi tội lỗi của cả nhân loại. Hỡi Giêsu, xin nhớ đến con. Ông tin nơi quyền năng của Đức Giêsu, Ngài có quyền. Bằng một lý do nào đó, ông thấy Chúa sau khi cái thời gian Ngài bị treo trên cây thập tự này, Ngài có quyền để làm vua và bước vào trong vương quốc của Ngài. Hỡi Giêsu, xin nhớ đến con. Chữ nhớ đến ở tại đây, ông có đức tin nơi sự nhân từ của Đức Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Khi Ngài vào vương quốc của mình rồi, ông có đức tin nơi nước trời. Cảm ơn Chúa. Đây là lời cầu nguyện chúng ta thấy hơi lạ. Nhưng mà đó là trọng tâm của tin lành của Chúa. Khi chúng ta nhận biết đấng vô tội đã nên trở nên tội lỗi vì chúng ta một sự thay thế, thì chúng ta nhận biết tin vui mà tin lành của Chúa có thể mang đến cho chúng ta. Hãy Giêsu, xin nhớ lấy tôi. Tin nơi quyền năng của Chúa, nơi sự nhân từ của Chúa. Khi Ngài vào vương quốc của mình rồi, một đức tin nơi vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Và xin Chúa Ngài ban ước cho chúng ta, để chúng ta là những người đã từng lên tiếng và xin Chúa Giêsu lời cầu nguyện tương tự. Chúng ta nhớ và biết ơn Chúa luôn. Anh chị em mỗi lần
mà chúng tôi suy gẫm về những gì Chúa Ngài đã làm. Có thể nói mỗi ngày về đời sống cầu nguyện, phục vụ, chữa lành cho người ta trong danh Đức Giêsu, giải cứu những người bị ma quỷ ức hiếp, giúp đỡ để thay đổi một cuộc đời. Tất cả đều do những điều mà tôi suy gẫm và nhận biết về những gì Chúa Giêsu đã làm xong. Khi một người đến và trình bày xin một sự cầu nguyện cho tôi vì tôi có chứng bệnh này, thì điều tôi bắt đầu lời cầu nguyện là cảm ơn Chúa vì nhân những lần đòn Ngài đã gánh chịu mà chúng con có thể được lành ở trong ơn của Ngài. Và chúng tôi phục vụ từ nơi cái phước hạnh đó mà vô số người đã được chữa lành. Khi có một người cần được giải cứu, người nhớ đến điều mà Chúa Giêsu Ngài đã làm. Ngài đã hạ mình từ chỗ bình đẳng với Đức Chúa Trời, nhưng không lấy sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Ngài tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ trở nên giống loài người, Ngài chịu chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho danh Ngài trên hết mọi danh. Và khi nghe đến thì mọi đầu gối trên trời dưới đất phải đều quỳ xuống. Rồi nên trong danh Đức Chúa Jesus Christ trên hết mọi danh đó, mày phải ra khỏi người này trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Anh chị em, đời sống của chúng ta nhận được phước hạnh của Chúa và thẩm quyền mà Chúa Ngài ban cho để chúng ta có thể được phước, được sự sống đời đời và rao giảng cũng như phục vụ những người có nhu cầu dựa trên tất cả những gì Đức Chúa Jesus đã làm xong cho chúng ta. Vì một ngày chúng ta đã nhận biết như tên cướp này, mình cần được tha thứ. Xin Chúa cho để chúng ta đừng bao giờ quên cái điều này. Nhiều khi chúng ta hưởng được cái phúc lợi, cái phước hạnh mà Chúa Giêsu đã ban lại cho chúng ta một thời gian sau, chúng ta quên ơn Chúa. Chúng ta xem thường những gì Chúa Ngài đã làm cho chúng ta. Và chúng ta khinh lờn ơn của Chúa và ân điển của Ngài cho đời sống của chúng ta. Hãy nhớ biết ơn Chúa, chúng ta được hưởng những điều này và được Chúa Ngài ủy quyền cho chúng ta thực hiện công việc là bởi vì Chúa yêu chúng ta và ân điển của Ngài đã đến trên đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Ngày này không biết mình xin điều gì hay là điều mình xin, nhưng mà trước khi mặt trời lặn, anh ta đã nhận được nhiều hơn là anh ta mong chờ. Cảm ơn Chúa. Là Giêsu, là Giêsu. Khi Ngài vào trong vương quốc của Ngài, xin nhớ đến con. Cảm ơn Chúa. Tôi tin rằng anh cũng xin Chúa Ngài nhớ đến tên của con. Xin nhớ đến con, nhớ đến cả cuộc đời của con, cái con người bị đóng đinh bên cạnh Ngài đó. Cái tin tử tội bị đóng đinh bên cạnh Ngài đó. Cảm ơn Chúa. Lời hứa mà Chúa Giêsu đã hứa với tên cướp này có 3 phần. Và chúng ta cùng suy nghĩ, làm sao chúng ta biết người này được cứu? Chúng ta biết anh ta được cứu bởi sự đáp lời của Đức Giêsu. Quả thật ta nói cùng người, Hôm nay chúng ta để ý đến cái thì hiện tại đó. Hôm nay người sẽ được ở với ta, là hứa phước hạnh trong nơi paradis. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Giêsu đáp lời anh xin bằng 3 lời hứa mà chúng ta thấy tuyệt vời tại đây. Thứ nhất là sự cứu rỗi tức khắc. Cảm ơn Chúa. Đây là điều hết sức là tuyệt vời về đức tin của chúng ta và tin lành của Chúa. Trong tiếng Hy Lạp thì cái xếp đặt của câu này thì chữ hôm nay đứng đầu. Điều này cho chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu đặt ở hàng đầu để nhấn mạnh ngay hôm nay, ngay ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa. Bởi vì không phải dựa trên công đức của chúng ta, phải có nhiều thời gian để tích lũy mà do Chúa Ngài ban cho nên ngày hôm nay, ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay, anh chị em ơi, tin lành của Chúa là ngày hôm nay. Tin vui của Chúa là con ơi, con có thể được cứu ngay ngày hôm nay. Chứ không phải phải 5 năm, 10 năm, 20 năm hay là một đời, một kiếp không xong sẽ nhiều kiếp nữa. Nhưng mà ngay hôm nay, khi con ăn năn quay về, con sẽ nhận được sự tha thứ ngay tức thì. Cảm ơn Chúa. Chúa hứa ngày hôm nay, tên cướp này sẽ được vào paradis. Được vào paradis ngay hôm đó, không phải sau một thời gian. Và thứ hai, ở trong lời Chúa Giêsu Ngài đáp với anh đó là sự cứu rỗi một cách cá nhân. Một lần nữa trong tiếng Hy Lạp rất là quan trọng, cụm từ metemu có nghĩa là mang ý nghĩa cá nhân, không có nghĩa là
ta thì ở đây nơi tốt đẹp, còn ngươi thì phải ở bên đó. Và Chúa nói rằng ngày hôm nay ngươi sẽ được ở với ta. Cảm ơn Chúa. Một sự cứu rỗi thật là gần gũi. Cảm ơn Chúa. Ở đây Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy thiên đàng không có nhiều tầng lớp. Thiên đàng là chỗ mà Chúa dành cho tất cả những người được tha thứ. Hôm nay, ngươi sẽ được ở với ta. Cảm ơn Chúa. Phước hạnh mà Chúa ngài ban cho tên cướp này. Nơi mà Chúa Giê-xu đến thì anh ta sẽ ở đó với ngài, bên cạnh ngài. Cảm ơn Chúa. Như vậy mà không biết ơn Chúa thì bó tay phải không chứ? Cảm ơn Chúa. Thứ ba, chúng ta thấy lời hứa về sự cứu rỗi từ thiên đàng. Hôm nay, ngươi sẽ được ở với ta nơi Paradis. Chữ Paradis cũng rất là quan trọng. Các học giả của Kinh Thánh cho chúng ta biết chữ này nói đến, nhắc lần đầu tiên ở trong lịch sử là nói đến khu vườn của vua của xứ Ba Tư. Khi vua muốn bày tỏ cho một người khách mà vua quý mến, thì vua mời người này đi dạo với vua ở trong khu vườn của vua. Cảm ơn Chúa. Đây cũng là từ ngữ mà Kinh Thánh Cựu Ước trong tiếng Hy Lạp dùng để nói đến vườn Ê-đen. Địa đàng. Khải Huyền thì nói đến là thiên đàng, nơi đẹp đẽ phước hạnh. Như Khải Huyền chương 2 câu số 7. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán với các hội thánh rằng, kẻ nào thắng ta sẽ cho ăn trái cây sự sống trong Paradis của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Tên cướp này được Chúa hứa. Hôm nay, ngươi sẽ ở với ta. Nơi khu vườn tuyệt vời, nơi Paris, nơi thiên đàng, nơi phước hạnh, ở bên cạnh ngài. Cảm ơn Chúa. Điều tuyệt vời mà chúng ta nghe, và tôi đã đi đến kết luận và xin nhắc với anh chị em, đây có thể là câu nói tuyệt vời nhất mà loài người chúng ta có thể nghe được. Vì tên cướp này suốt đời sống ở trong tội ác. Nhưng khi chết nhờ đặt đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu mà được cứu rỗi và ở ngay bên cạnh Đức Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa. Đúng là tên cướp nhận được quá điều anh xin, phải không chăng? Đó là tin vui mà mỗi một chúng ta cũng có thể nhận được. Thật là một ngày phước hạnh cho tên cướp này. Buổi sáng, anh ở trong ngục thất. Trưa, bị lôi đi đóng đinh ở trên thập tự giá. Trước khi mặt trời lặn, anh được ở với Chúa tại Paradis với ngài. Cảm ơn Chúa. Đó là hình ảnh tuyệt vời mà chúng ta cũng có thể thấy được. Mỗi người trong chúng ta có thể đang ở trong ngục thất, và chúng ta đang trả nợ tội mà chúng ta đang trả, hậu quả của tội lỗi mà chúng ta đang làm. Nhưng khi chúng ta ăn năn, chúng ta chạy đến với Chúa Giê-xu, thì lập tức Chúa sẽ cho chúng ta hưởng được điều mà Chúa hứa với tên cướp này. Đó là ngay hôm nay, ngươi sẽ được ở với ta nơi Paradis. Cảm ơn Chúa. Từ chỗ tội lỗi định cho sự chết đời đời, chúng ta biết đến với Chúa và xin ngài tiếp nhận tin vui của ngài, sự cứu rỗi của ngài, chúng ta lập tức sẽ được hưởng điều mà Chúa ngài sẵn ban cho chúng ta, phước hạnh đời đời trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Tại sao chúng ta học những điều này? Chúng ta chuẩn bị cho ngày lễ Phục Sinh. Và đây là cơ hội mà chúng ta hội thánh của Chúa, chúng ta có thể mời các bạn bè, những người thân thương của mình, để họ có thể đến nhà Chúa và được nghe về tin lành, phước hạnh của việc Chúa chịu chết, chịu chôn và đã phục sinh khải hoàn, để họ cũng có thể kinh nghiệm được sự cứu rỗi như chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cho nên chị em chuẩn bị, và tôi xin trang bị cho anh chị em những điều hết sức là quan trọng để chúng ta có thể trả lời cho những người lân cận của chúng ta. Phật giáo chúng ta cũng có thể trả lời cho họ. Công giáo chúng ta cũng có thể trả lời cho họ, để họ biết chạy đến với Chúa, điều chỉnh đức tin của mình. Không nương nhờ vào trong bí tích của giáo hội, nhưng bởi huyết của Đức Giê-xu mà họ kinh nghiệm được sự tha thứ tức thì, và để kinh nghiệm được sự sống đời đời trong ơn của Chúa. Anh chị em có những câu hỏi quan trọng cần được trả lời. Lời của Đức Giê-xu phán trả lời nhiều câu hỏi quan trọng như sau. Câu hỏi thứ nhất, linh hồn của Đức Giê-xu đi đâu ở giữa lúc ngài chết trong ngày thứ sáu đến ngày Chúa phục sinh trong ngày Chủ nhật? Thế như lời Chúa hứa, hôm nay, tức là nội trong cái thời giờ đó, của ngài đó, hôm nay. Điều đó cho chúng ta thấy, ngài không xuống âm phủ trong ý nghĩa bị giam giữ,
Nhưng nếu trong ý nghĩa nếm trải sự chết trong thân thể thì đúng là thân thể của Ngài thật đã chết từ ngày thứ sáu cho đến sáng Chủ nhật. Cảm ơn Chúa. Còn phần linh của Ngài ở đâu? Ngài về với Đức Chúa Cha tại Paradis. Vì Chúa hứa với tên cướp rằng người đừng có lên đó, người sẽ lên đó rồi chờ ta. Ta đi và xuống âm phủ vân vân. Nhưng mà người sẽ được ở với ta ngay hôm nay tại Paradis. Cảm ơn Chúa. Vì gì xảy ra khi tín nhân qua đời? Đây là câu hỏi mà nhiều người đã từng thắc mắc. Lời của Chúa Giêsu đây mang sự yên ủi cho chúng ta khi chúng ta chia tay với người thân của chúng ta khi họ qua đời. Chúa Giêsu phán hôm nay, ngay giây phút một tín nhân qua đời thì tức thì, tức khắc được đưa vào sự hiện diện của Đức Giêsu tại Paradis. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Đây là câu trả lời mà các tôn giáo khác không có. Phật giáo dạy là phải tu và làm đủ mọi thứ hết. Cuối cùng được lên Niết Bàn, là cái chỗ mà định nghĩa của Niết Bàn là cái chỗ không có gì hết. Tu suốt cuộc đời của mình để trở thành Phật là không phải là cái gì nữa. Để được lên Niết Bàn là cái chỗ không có gì hết. Cái chỗ của không 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 và không không. Mà niềm tin của chúng ta thì Chúa Ngài hứa với tên cướp và mỗi một chúng ta được phước của Chúa, đó là ngay sau khi chúng ta nhắm mắt, chúng ta lìa cuộc đời này thì lập tức được ở trong sự hiện diện của Chúa. Ở tại Paradis, một nơi phước hạnh mà Chúa Ngài dành sẵn cho những kẻ thuộc về Ngài. Sứ đồ Phaolô được Chúa Ngài soi sáng và ghi lại, lìa thân thể Ngài để được ở với Chúa. Côrintô thứ nhì chương 5 câu số 8. Vậy tôi nói chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này đang ở cùng Chúa thì hơn. Ông còn sợ chết nữa cho nên ông muốn lìa khỏi thân thể này để được ở với Chúa thì hơn. Đó là điều tốt hơn, là cái phần tốt hơn đối với sứ đồ Phaolô đó. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, khi chúng ta nắm chắc điều này, chúng ta sẽ không còn sợ chết nữa, mà chúng ta sẽ can đảm. Amen. Cái điều mà bạn có thể làm tệ hại nhất cho tôi là lấy mạng của tôi, thì tôi được gặp Chúa sớm hơn, tôi được ở nơi Paradis với Ngài sớm hơn. Khi chúng ta giải quyết cái vấn đề đó xong rồi, thì chúng ta sẽ không còn lo sợ sự chết nữa, mà chúng ta có thể sống một cách can đảm, vì chúng ta biết mình sẽ đi về đâu. Amen anh chị em. Hãy để điều này chắc chắn ở trong tâm lòng của chúng ta. Vì theo như những điều Chúa Giêsu Ngài đã báo trước, tình hình thế giới có thể là ngày rất là gần rồi, chúng ta những người tín nhân sẽ một ngày được một cái lệnh hay là một cái lời phán tối hậu, đó là chối Đức Chúa Giêsu thì được sống, tin Ngài thì sẽ chết. Nếu chúng ta chưa đối diện được vấn đề này và chưa có một cái niềm tin vững chắc thì chúng ta sẽ sợ. Nhưng mà nhiều thánh đồ của Chúa trải qua bao nhiêu thời đại, như sứ đồ Phaolô tại đây, vậy tôi nói chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này đặng ở cùng Chúa thì hơn. Cảm ơn Chúa. Lời tuyên bố này nó vượt xa hơn và nó để cái sự chết mà tất cả con người sống ở trên thế gian này đều phải sợ hãi. Phaolô thì ông nói rằng đây là cái niềm tin cậy, nhưng mà tin cậy nhỏ nhỏ nhưng mà đầy lòng tin cậy. Cảm ơn Chúa. Muốn lìa bỏ thân thể để đặng ở với Chúa thì hơn. Và Philip chương 1 câu 23 đến 24, sứ đồ Phaolô nói, tôi bị ép giữa hai bề, muốn đi ở với Đấng Christ là điều rất tốt hơn, nhưng tôi cứ ở trong xác thịt ấy là sự cần hơn cho anh em. Ông bị giằng co vấn đề này. Ông đi và ở với Đấng Christ thì ông được gặp Chúa, được ở với Chúa tại Paradis, đó là phước hạnh. Nhưng mà ông biết rằng anh em cần ông, cho nên ông tiếp tục sống những ngày ở trên đất này để chia sớt với anh em các thứ ơn mà Chúa Ngài đã ban cho, như thư Roma mà ông đã nói. Ông phục vụ, ông giúp đỡ cho anh em vì có nhu cầu. Nhưng mà đối với ông, bất cứ lúc nào ông lìa cuộc đời này là ông được đi ở với Đấng Christ, đó là điều tốt hơn cho ông. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, khi chúng ta nắm chắc được điều này, chúng ta sẽ không còn sợ chết nữa, phải không? Anh chị em có biết một trong những điều mâu thuẫn mà người bên ngoài họ quan sát cơ đốc nhân không? Đó là chúng ta giảng về sự sống đời đời, nhưng mà nói đến những chuyện Covid một cái chúng ta sợ chết. Mình nói về sự sống đời đời, mình giảng là tin Chúa để được sự sống đời đời, đảm bảo về sự sống đời đời, nhưng mà nghe Covid nó rụt rịch một cái là cả đám sợ chết. Người ta nhìn chúng ta, người ta nói rằng đây là những người nói mà không biết mình nói cái gì, giảng mà không có tin điều mình giảng. Amen anh chị em.
Chúng ta không ngờ ngờ đi tìm vào trong cái ổ bệnh mà chúng ta lây nhiễm cho nó để chúng ta chết. Nhưng mà anh chị em, chúng ta không sống trong sự sợ hãi, sợ chết nữa, là bởi vì chúng ta biết chắc mình được sự sống đời đời. Amen. Covid, sit down. Không được lên tiếng ở trong đời sống của anh em nữa, bởi vì chúng ta biết chắc mình đi về đâu. Amen. Chúa nghe trả lời với tên cướp ngay trong giây phút ở tại thập tự giá: hôm nay ngươi sẽ được ở với ta ở paradis. Cảm ơn Chúa. Có một sự tiếp rước rất là tuyệt vời khi một con cái của Chúa lìa cuộc đời này. Điều đó giúp cho chúng ta được an ủi vì người thân của chúng ta, cái lúc mà họ tắt hơi, họ liền được ở trong sự hiện diện của Chúa. Cảm ơn Chúa. Câu hỏi thứ ba: đối với cơ đốc nhân, thiên đàng bắt đầu khi nào? Ngay giây phút chúng ta lìa đời. Amen anh chị em. Không phải 50 năm, 150 năm, 1500 năm sau, nhưng mà là ngay hôm nay. Amen Chúa. Đây là lý do tại sao tôi nói trang bị cho anh chị em để trả lời luôn cho những người Công giáo. Vì Công giáo La Mã có một cái chỗ là ngục liên tội. Ngục liên tội thì sao trong lời hứa này của Đức Chúa Giêsu? Anh chị em, nếu có ai cần ngục liên tội thì tên cướp này là người đáng nhất. Phải không? Nó đáng phải xuống đó ngồi cả đời để sám hối cho linh hồn của mình xứng đáng được lên thiên đàng. Và chờ để giáo hội rước đủ lễ cho nó để nó có thể được lên thiên đàng. Nhưng Chúa Giêsu Ngài trả lời điều này. Ngài phá tung cái điều mà giáo hội Công giáo La Mã đã tin. Ngày hôm nay, ngày hôm nay, không phải 50 năm, 150 năm, 1500 năm phải trải qua ngục luyện tội, nhưng mà ngày hôm nay ngươi sẽ được ở với ta ở paradis. Anh chị em có biết ngục luyện tội là sản phẩm của những con người không dám tin Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta sự sống đời đời, sự cứu rỗi ngay tức thì không? Cho nên người ta mới đẻ ra cái chỗ của ngục luyện tội này. Là chết phải xuống cái chỗ đó tạm giam, chờ đó, hầu cho giáo hội sẽ rước đủ lễ thì người này mới được lên. Anh chị em, nếu mà cái người mà thân nhân, gia đình không có bà con để mà đến xin nhà thờ rước lễ, thì không rước đủ lễ thì chắc ngồi đó luôn à. Như vậy tin vui của Chúa ở chỗ nào? Cảm ơn Chúa. Sự cứu rỗi của Chúa không cần sự đóng góp nào thêm của con người. Sai rồi, đã trả xong hết tất cả rồi. Amen anh chị em. Cho nên ngục luyện tội là điều mà chúng ta thấy rằng không thể nào có thể áp dụng được, vì Đức Chúa Giêsu trả lời với tên cướp: hôm nay, ngay hôm nay. Ôi xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta sẽ nhắc lại chữ này ở trong tâm lòng của chúng ta: tôi được cứu ngay tức thì. Khi tôi thật lòng ăn năn và đến bởi đức tin đón nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ cho chính mình. Lạy Giêsu, khi Ngài vào vương quốc của Ngài, xin nhớ đến con. Chúa Giêsu liền trả lời: quả thật ta nói cùng người, ngay hôm nay. Lúc đó là đã 3 giờ trưa rồi. Ngay hôm nay, người sẽ được ở với ta nơi paradis. Bởi ơn điển của Chúa, kẻ trộm cướp xấu xa, người mà nếu dọn về sớm nhà của chúng ta, chắc chúng ta sẽ dọn đi chỗ khác đó. Đã đi từ thập tự giá ngay đến thiên đàng mà không bị giam giữ nơi một cái ngục nào hết. Vì người này đã xin Đức Chúa Giêsu nhớ đến mình. Cảm ơn Chúa. Những bài học khích lệ và mang lại hy vọng cho chúng ta. Thứ nhất, trong đời này không bao giờ là quá trễ để đến với Đức Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Trễ nhưng không quá trễ. Có rất là nhiều người sau khi tin Chúa, tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, đã nói với tôi: mục sư ơi, tôi cảm ơn Chúa vì tôi đến với Chúa trễ, nhưng không quá trễ. Anh chị em, lúc nào còn có hơi thở trong lỗ mũi, như tên cướp này, đang ở trong giây phút mà mỗi một ngụm không khí anh hít vào là một cái sự khó khăn. Nhưng mà lúc nào còn thở là lúc đó có thể được cứu. Đây cũng là sự khác biệt. Người tin lành của chúng ta, tất cả những quyết định của chúng ta phải trước cái thời giờ chúng ta trút hơi thở cuối cùng.
Sau đó chúng ta không có rước lễ, chúng ta không có cầu siêu, cầu thai gì nữa hết, mà tất cả đều phải quyết định bởi quyết định của cá nhân của chúng ta khi chúng ta còn có sự sống ở trong thân thể. Phải là quyết định của chính mình. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay có nhiều người họ than phiền tôi già quá rồi để thay đổi. có nhiều điều khác. Già đến cỡ nào cũng muốn thay đổi. Mà sự cứu rỗi thì lần lửa và nói tôi già quá rồi, không thể thay đổi. Cái đạo này tôi đã theo suốt cuộc đời và dòng họ của tôi đã theo. Bây giờ tôi không muốn thay đổi. Anh chị em, điều đó chúng ta có thể giúp đỡ cho họ. Quan trọng là quyết định của chính mình, vì còn ở trong hơi thở của sự sống thì còn có thể tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống của mình. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ngài ban phước và khích lệ tất cả những ai đang cầu nguyện cho sự cứu rỗi của người thân. Lấy điều này để làm hy vọng. Nhiều khi chúng ta nhìn một đời sống chúng ta nói rằng quá muộn rồi. Nhưng mà thưa anh chị em, theo như điều mà chúng ta thấy ghi lại cho chúng ta tại đây, nếu nói rằng quá muộn, gần xích một chút nữa mất cơ hội là tên cướp này. Vì anh rất là gần sự chết rồi, còn một vài hơi thở nữa. Nhưng anh đã nhận được sự tha thứ từ nơi Chúa. Khi anh cầu xin với ngài, cảm ơn Chúa. Điều khác để khích lệ chúng ta là chúng ta rao giảng tin lành của Chúa cho tất cả mọi người. Đừng kể ai là người quá tệ, quá muộn, nhưng mà rao giảng cho họ. Vì luôn cả người tệ nhất cũng có thể được cứu ngay cả ở những giây phút cuối. Tên cướp mà người ta đã tuyên án tử hình, tội chắc là nhiều lắm. Bị treo trên thập tự giá từ 9 giờ sáng cho đến bây giờ là 3 giờ trưa, 6 tiếng đồng hồ. Anh gần sự chết hơn 6 tiếng đồng hồ khi anh mới bắt đầu bị đóng đinh và thập tự giá. Những giây phút cuối đó, con người này, thay vì cái tên kia nhìn Chúa Giê-xu và nói rằng Ngươi là Đấng Christ, hãy cứu chính mình và chúng ta nữa. Nhưng mà tên này thì nhìn Đức Chúa Giê-xu với cái niềm tin của đức tin lại Giê-xu khi Ngài vào vương quốc của Ngài, xin nhớ đến con. Chúa Giê-xu lập tức trả lời với con người này: Hai hôm nay, ngươi sẽ được ở với ta nơi Paradis. Người này đến với Chúa vào phút cuối vì không có cơ hội. Nhưng đối với chúng ta ngày hôm nay thì đừng chờ đến phút cuối vì chúng ta không biết chắc lúc nào là phút cuối của mình. Tôi đã từng gặp một vài người sống với cái thái độ: cảm ơn mục sư giảng tin lành tốt lắm, mục sư để tôi sống xong cuộc đời của tôi, rồi đến giờ chót tôi sẽ bò đến nhà thờ để xin Chúa tha thứ cho tôi. Tại vì Chúa cứu mình bất cứ lúc nào mà. Tôi rằng chắc chắn Chúa ngài đã hứa và lời của ngài đã ghi lại cho mình. Nhưng vấn đề là anh bao giờ anh biết đó là phút cuối của anh để anh bò đến nhà thờ. Lỡ đang lái xe đụng cái rầm một cái chết tại chỗ, chết tức thì, thì làm sao? Đó lý do phải ăn năn khi còn có cơ hội là như vậy. Tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa ngay tức thì khi chúng ta còn cơ hội. Vì chúng ta không ai tại đây biết rằng phút tới chúng ta còn sống hay không. Lúc nào là phút cuối của chúng ta. Cho nên nhận ơn cứu rỗi của Chúa khi chúng ta còn có dịp tiện. Là khích lệ thứ ba để giúp đỡ cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã ban sự cứu rỗi một cách dư dật để mọi người có thể được cứu. Các tôn giáo nói Chúa sao ngài phung phí cái sự cứu rỗi. Nó phải ráng cố gắng bằng hết sức, nó tu, nó tích đức thì mới đáng chứ. Còn này, người tội lỗi tên cướp mà đến xin cái Chúa cho liền rồi. Đó mới là ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Phải anh chị em? Nếu chúng ta phải làm, phải cố gắng thì đâu còn là ân điển. Ân điển trong, đó là đặc ngữ của tin lành của chúng ta, chữ grace ở trong tiếng Việt của chúng ta, thì đó là hồng ân đó. Đó là một cái ơn mà người ở trên cao như là vua ban xuống cho thần dân của mình. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một cách nhưng không. Mặc dù chúng ta không xứng đáng, nhưng mà Chúa ngài vẫn ban cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Đây là một điều khác để chúng ta cần nhớ, dân chương 1 câu 12, 13 ghi lại cho chúng ta. Nhưng bất cứ ai tiếp nhận ngài thì, tức là tin danh của ngài, thì ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời. Bất cứ ai. Cảm ơn Chúa. Bất cứ trong đó có người thân của chúng ta chưa tin Chúa đó anh chị em. Bất cứ ai. Nhưng bất cứ ai tiếp nhận ngài, tức là tin danh ngài, thì ngài ban cho họ. Cảm ơn Chúa, chứ không bán. Ngài ban cho cái quyền để trở nên con cái Đức Chúa Trời. Và chúng ta để ý đến tới đây câu số 13 thật là tuyệt vời.
là những người được sinh ra không phải bởi khí huyết. Có nghĩa là không phải bởi sinh ra trong gia đình tin lành thì được cứu. Không phải sinh ra trong gia đình của hai người con cái của Chúa thì người đó tự nhiên được cứu. Không phải bởi khí huyết hoặc bởi ước muốn của xác thịt, do mình ước muốn mà được, hoặc bởi ý người. Không có một văn bản, không có một chữ ký nào của giáo hội để chúng ta được cứu. Nhưng mà bất cứ ai tin nhận Ngài thì, và tin đến danh của Ngài thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Sự cứu rỗi không tùy thuộc vào bí tích. Sự cứu rỗi không tùy thuộc vào giáo hội. Sự cứu rỗi không tùy thuộc vào việc lành. Nó suy nghĩ. Anh không thể đi con đường hẹp vì chân của anh đã bị đóng chặt vào trong thập tự giá rồi, làm sao còn có thể đi con đường hẹp nữa. Nhưng mà ân điển của Chúa. Anh không thể làm việc lành vì hai tay của anh đã bị đóng dính vào trong thập tự giá rồi, làm gì có thể làm việc lành được. Anh không thể lật một trang sử mới làm lại cuộc đời của mình vì anh đang chết dần, không còn có thời giờ nữa. Cũng không thể gia nhập hội thánh vì không thể tuột xuống khỏi thập tự giá để đi đến nhà thờ xin gia nhập làm hội viên của giáo hội. Anh chỉ làm một điều, từ nơi vị trí của mình nhìn qua đấng đã bị đóng đinh ở cây thập tự ở giữa, là Giê-xu. Khi Ngài vào vương quốc của Ngài, xin nhớ đến con. Lạy Chúa Giê-xu, xin nhớ đến con. Con ăn năn và muốn tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài, xin nhớ đến con. Cảm ơn Chúa. Con ăn năn quay về, từ bỏ tội lỗi, xin nhớ đến con. Chúng ta xin những điều đó, xin ơn thương xót của Chúa đến trên chúng ta, và bởi đức tin đón nhận điều Đức Chúa Giê-xu đã thực hiện xong cho chúng ta khi Chúa phán Tetelestai, mọi sự đã được rồi. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Điểm mấu chốt là bạn là một trong hai tên cướp trên một trong hai thánh giá. Mặc dù tên cướp chịu ăn năn đã bị treo trên cây thập tự với những đinh nhọn xuyên qua tay và chân, dù đang cố gắng giành giật từng hơi thở, dù mạng sống của anh đang dần trôi đi, anh vẫn nhìn thấy một điều mà tên cướp kia đã bỏ lỡ. Vì họ không biết việc mình làm. Có thể là khi mặt trời và cả bầu trời tối ở giữa ban trưa. Có thể chỉ đơn giản là một cái nhìn, khi Đức Chúa Giê-xu nhìn về hướng của anh ta, thì anh đọc thấy được tình yêu của Ngài trên ánh mắt yêu thương của Ngài. Ta yêu thương con. Và anh không muốn trật mất cái cơ hội để đón nhận đó, cho nên anh xin lại Giê-xu, khi Ngài vào vương quốc của Ngài, xin nhớ đến con. Cái đứa mà bị treo bên cạnh Chúa đó. Cảm ơn Chúa. Và có thể tên tội phạm này đã nghe những câu chuyện rằng Chúa Giê-xu thực sự yêu thương và ngồi bàn ăn với những tội nhân. Mặc dù chúng ta không bao giờ có thể biết một cách rõ ràng, nhưng chúng ta biết rằng anh ấy đã cảm nghiệm được tình yêu của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-xu, cho nên đã vươn tới với Chúa và xin cho nhớ đến anh. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, đừng ngăn trở những người thân thương của chúng ta có được, nắm được cơ hội để đến với Đức Chúa Giê-xu. Đừng để cho sự nhút nhát, sợ hãi của chúng ta làm chúng ta không dám báo cho họ biết có một sự tha thứ trọn vẹn, có một tình yêu tuyệt vời, có một tin vui hết sức vui. Đó là Đức Chúa Giê-xu đã trả xong tất cả những gì cần thiết để họ có thể được cứu, được chuộc ở trong ơn của Ngài. Hãy nói cho người ta biết. Và cùng với Hội Thánh, chúng ta cùng nhau tiếp tay để chúng ta sẽ tung một mẻ lưới thật là lớn ở trong mùa phục sinh này. Lời mời của anh chị em. Hội Thánh đang chuẩn bị sẽ có một cái thẻ như là một cái thiệp mời anh chị em có thể sử dụng để mời. Nhưng mà hãy bắt đầu cầu nguyện cho những người mà Chúa đặt để trong tấm lòng của chúng ta để mời họ. Hội Thánh trong những công tác mà chúng ta chuẩn bị, chúng ta cầu nguyện, chúng ta sẽ tung một mảnh lưới thật là lớn. Chúa cho chúng ta sẽ bắt. Và tôi cầu nguyện là Chúa cho 100%. Tất cả những ai anh chị em mời đến đều sẽ được cứu ở trong mùa phục sinh này. Tại sao tôi dám tin điều đó và xin điều đó?
Bởi vì Chúa Ngài đã ban cho họ sự cứu rỗi, họ đã được cứu trong Ngài rồi. Họ chưa biết thôi, cho nên chúng ta cần báo cho họ biết. Amen anh chị em. Và Chúa Ngài đang vận hành và làm việc ở trên hội thánh của Chúa. Nên chúng ta tin rằng bởi ơn và sự sức giàu của Ngài, chúng ta sẽ giảng tin lành của Chúa một cách hiệu quả. Và Chúa Ngài sẽ làm việc và họ sẽ mở lòng ra để tiếp nhận Chúa. Cho nên hãy mời cho bằng được. Nếu họ muốn tin Chúa trước, hướng dẫn họ tin Chúa. Nếu chúng ta trình bày, chúng ta mời và họ sẵn sàng, ngày hôm đó có thể tình nguyện để chở người đến đây. Nếu chúng ta mời những người nói tiếng Anh, thì đi sớm lễ tiếng Anh để chúng ta có mặt ở đây để đón chào họ. Dâng cho Chúa trọn ngày lễ phục sinh anh chị em. Thêm 2 tiếng đồng hồ nữa cho lễ tiếng Anh. Nếu chúng ta mời người đến, hãy đến sớm để chờ họ và đón tiếp họ. Đừng để khách vô người ta tìm hết ở trong nhà thờ cái người mời mình. Mà hỏi xin lỗi anh đi tìm ai. Cái chị mà mời tôi đó, cái anh mà mời tôi đó, tôi không thấy, tìm không thấy họ. Bởi mình đi trễ. Anh xem sự cứu rỗi và phước hạnh của Chúa quá lớn, quá vĩ đại. Cần được rao báo, cần được trình bày để tất cả mọi người được có cơ hội ăn năn để được cứu trong ơn của Chúa. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Để trở lại với chính mình, anh chị em, có thể trong những ngày qua chúng ta đã xem thường cái ơn tha thứ của Chúa trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể trở lại với Chúa bất cứ lúc nào. Như tên cướp này đã xin với Chúa, lại Giê-xu, khi Ngài vào vương quốc của Ngài, xin nhớ đến con. Một lời cầu xin trong tinh thần ăn năn nhận biết. Chứ không phải tên cướp kia cũng nhận biết Chúa Giê-xu là đấng Christ, là đấng được sức giàu đó. Nhưng mà cầu nguyện với cái lời thách thức. Nếu ngươi phải là người được sức giàu là đấng Christ đó, hãy cứu chính mình và chúng tôi nữa. Nhưng mà đến với Chúa với lòng ăn năn ngoài về, xin Chúa Ngài tha thứ. Xin Chúa Ngài ban phước và phục hồi để đời sống của chúng ta là mạnh mẽ ở trong ơn của Chúa. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Đối với các bạn hữu của chúng tôi ở tại đây cũng như tất cả các điểm nhóm, anh chị em được nghe tin lành của Chúa ở trong một mức độ và có thể một cách trình bày mà chúng ta chưa bao giờ nghe. Chúng tôi kêu gọi, nếu bạn hiểu và thấy được thái độ cần có như của tên cướp đã xin sự thương xót của Chúa Giê-xu, bạn có thể đến với Ngài ngay trong giây phút này như tên cướp đó. Là Chúa Giê-xu, xin thương xót con, xin nhớ đến con. Mở lòng ra tiếp nhận điều Chúa Giê-xu Ngài đã thực hiện trên đường lên thập tự giá và tại thập tự giá cho chính mình. Bạn sẽ được tha thứ và bạn sẽ nghe lời hứa của Chúa bởi Thánh Linh của Ngài mang vào trong tấm lòng của chúng ta ngay trong giây phút bạn tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Ngày hôm nay, sự cứu rỗi đã đến với con. Ngày hôm nay con được cứu. Khi chúng ta qua đời, lập tức chúng ta liền ở với Chúa, ở trong sự hiện diện của Chúa tại Paradise với Ngài, ở trong ơn của Chúa. Nếu bạn muốn thực hiện lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống, xin hãy lặp lại lời cầu nguyện tương tự như sau. Lạy Chúa, con là một tội nhân. Con nhận biết mình là một tội nhân cần sự tha thứ của Ngài. Con đã phạm tội nghịch cùng Chúa. Con đã xoay lưng khỏi tình yêu của Ngài. Nay con ăn năn quay về. Xin Chúa tha thứ tội của con. Xin huyết của Chúa đã đổ tại thập tự giá rửa sạch tội lỗi con ngay trong thời giờ này. Xin ghi tên con trong sách sự sống của Chúa. Để thiên đàng là nhà tương lai của con. Đức Chúa Trời là cha của con được làm người nhà của Ngài. Con cảm ơn Chúa và con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Nếu bạn làm công việc đó, hãy nghe tiếng của Chúa Thánh Linh ngay trong thời giờ này lập tức ở trong lòng của bạn. Mở miệng ra và gọi Đức Chúa Trời Abba Cha. Và cảm ơn Chúa vì niềm vui của sự cứu rỗi đang tràn đến trong tấm lòng của bạn. Chúc mừng vì quyết định quan trọng mà bạn có ở trong ngày hôm nay, ở trong ơn của Chúa. Nếu có ai ở trong phòng thờ phượng trong thời giờ này, đó là điều mà bạn cũng muốn nhận được từ nơi Chúa. Tôi muốn gặp các anh chị một cách cá nhân. Xin mạnh mẽ tiến lên phía trước, ở đây bên tay trái của tôi, tức là bên tay phải quý vị. Chúng ta nhớ, như tên cướp, lòng tin miệng nói ra thì đã nhận được sự cứu rỗi. Chúng tôi muốn giúp đỡ, hãy tiến lên và chúng tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị và các bạn để có thể tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống. Hội Thánh chúng ta cùng đứng lên trong thời gian và chúng ta cầu nguyện. Tôi khuyến khích anh chị em hãy bày tỏ một tấm lòng biết ơn Chúa một cách sâu xa về sự cứu rỗi tức thì, về phước hạnh mà Chúa Ngài dành ban cho chúng ta khi chúng ta thật lòng ăn năn quay về. Hãy nói với Chúa con biết ơn Chúa. Riêng tư với Chúa đi anh chị em, như tên cướp đã được 3 lời hứa phước hạnh này, chúng ta cũng đã được hứa và chúng ta đã nhận được
hãy bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Và bây giờ đến phiên của chúng ta ra về, đi và rao báo việc mà Đức Chúa Giêsu đã hoàn tất, để nhiều người sự nghe được biết đến tình yêu của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu, con cảm ơn Ngài vì tình yêu của Chúa, vì lòng nhân từ thương xót của Ngài cho đời sống cá nhân của con. Anh chị em hãy nói với Chúa đi, nói thành lời đi cho Chúa nghe tấm lòng của anh chị em nữa. Tin ở trong lòng miệng cũng phải nói ra. Chúa, chúng con biết ơn Ngài, con tạ ơn Chúa vì sự tha thứ của Ngài. Cảm ơn Chúa vì tin lành mà Chúa đã cho con được nghe. Tin vui lớn nhất trong đời không phải bởi con bôn ba cố gắng mà được, nhưng Chúa Giêsu đã thực hiện xong cho con rồi. Cảm ơn Chúa vì sự đảm bảo chắc chắn từ nơi lời mà Chúa Ngài đã phán với tên cướp. Để bây giờ chúng con có thể khi gặp anh, chúng con có thể bắt tay nói chuyện với nhau vì là anh em trong nhà, không phải là một tên cướp khét tiếng bị xử tử, nhưng một người đã được tha thứ. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện xin Chúa Ngài ban ơn để mỗi chúng con, Chúa nhỏ, hết lòng biết ơn Ngài và cuộc sống của chúng con mỗi ngày bày tỏ lòng biết ơn đó bằng hành động. Khi chúng con nói tốt về Chúa trong sự cảm tạ, khi chúng con rao truyền công việc của Ngài bằng lời nói cũng như bằng hành động, khi chúng con san sẻ phước hạnh của Chúa, khi chúng con nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chữa lành cho những người đau ốm, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng con giải cứu những người bị ma quỷ ức hiếp, và nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng con có thể phục vụ, giúp đỡ, khải đạo, hướng dẫn để những người lân cận của chúng con cũng có thể nếm trải được phước hạnh của sự cứu rỗi và sự giải cứu từ nơi Ngài, để được phước và hưởng được phước lành như Chúa Ngài đã nói với tên cướp, tên tử tội: hôm nay ngươi sẽ được ở với ta. Cảm ơn Chúa vì không còn có sự ngăn cách nữa, như Chúa Giêsu đã hứa sẽ được ở với ta. Cảm ơn Chúa như Chúa Ngài đã hứa với chúng con, Ngài đi và sắm sẵn cho con chúng con một chỗ, và khi đã sắm sẵn cho con một chỗ rồi, khi Ngài trở lại thì Ngài sẽ tiếp rước chúng con, hầu chúng con Chúa ở đâu thì chúng con cũng sẽ ở đó với Ngài. Cảm ơn Chúa, mong chờ ngày đó với lòng tin chắc rằng bất cứ lúc nào khi chúng con lìa cuộc đời này hay khi Chúa Ngài trở lại, chúng con sẽ được tiếp rước đi với Ngài. Lạy Chúa, xin giúp đỡ ban ơn trên chúng con để chúng con sẽ mang theo nhiều người với chúng con nữa. Khi gặp Chúa, chúng con có thể giới thiệu đây là những anh chị em mới mà Chúa dùng chúng con để mang họ vào trong ràng chiên của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài ban ơn trên anh chị em trong phước hạnh từ nơi Chúa ra về, trong sự sức giàu, trong ơn của Chúa được trang bị để làm những chứng nhân hiệu quả cho Chúa, đưa người đến với Ngài. Hội Thánh, chúng tôi có mặt ở tại đây và sẽ cầu nguyện cho những người có nhu cầu. Anh chị em cần Chúa Ngài thêm sức ban ơn một điều gì đó đặc biệt trong đời sống của mình, chúng tôi sẽ nán lại tại đây để phục vụ anh chị em. Hội Thánh VBC Houston, Chúa ban phước anh chị em cùng tuần lễ để kết quả cho Chúa. Hẹn gặp lại anh chị em trong các buổi nhóm kế tiếp của chúng ta. Shalom. Shalom. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.